Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, năm hết Tết đến rồi. Hôm nay mình có chuẩn bị một chút quà nho nhỏ để dành tặng cho các em. Đấy, coi như là lì xì năm mới luôn. Đấy, thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn những phong bao lì xì với mệnh giá phần thưởng ở bên trong khác nhau nha. Nhưng mà cái nào cái đấy thì cực kỳ giống nhau. Đấy, cha sinh mẹ đẻ. Rất là giống nhau. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ gọi các em vào để nhận lì xì nhá. Các em ơi, vào đây chị Bảo này. Dạ. Đây, năm hết Tết đến rồi. Chị chúc các em mạnh khỏe, học giỏi, vâng lời bố mẹ ông bà nhá. Vâng. Ở đây hôm nay chị có chuẩn bị những phong bao lì xì và mệnh giá phần thưởng ở trong này khác nhau, coi như là chị lì xì các em năm mới luôn. Đấy, thì các em hãy chọn những phong bao lì xì may mắn nhất đối với mình để nhận phần thưởng nhá. Vâng. Đấy, các em chọn đi. Linh chọn trước đi. Đấy, chạy em Linh bé, em Linh chọn trước. Em chọn cái gì nhỉ? Cái nào nhỉ? Hồi cầu. Thay cái này đi. Ok. Thay cái này. Rồi đấy, lấy đi. Nào, để xem phần thưởng bên trong là gì nhá. 1.000 2 Nào. Ê, chắc tờ 50.000 hay 500 gì đó đấy. 1, 2 xin chúc mừng em Linh nha. Được 2.000 đồng. Đấy. 2.000 này nhưng nhỏ, nhưng mà nó mua nhiều thứ lắm đấy. Nó mua được một chiếc cửa này. Ừ, rồi cái gì nữa? Cả một cái kẹo cao su này. Đấy rồi, đấy là một cục tẩy. Được. Đấy, phần thưởng 2.000 này tuy nhỏ nhưng mà chan chứa đầy tấm lòng của chị. Mời em nhận. Rồi, bây giờ ai rút trước này? Chị ăn đi. Mẹ ăn trước đi. Rồi thôi, hai đứa ăn từ xì đi. Gồm nhận trước không sướng mất à? Rồi. Chị tôi thua nhận trước. Ok. Tôi lấy đi. Dầm dày mây rủi, dầm dày mây rủi, rủi lấy cái mây. Rồi. Rồi mây giữ chưa? Nào. Ừ. Lấy cái nào phải lấy? Nào. 10.000 Wow, vậy là yếu tố đã được 10.000 rồi nha. Gấp 5 lần tờ của Linh. Không phải 5 lần, mà là 2, 4, 6, 8. Đúng rồi, 5 lần rồi còn gì nữa. 1, đây nhá. 1, 2, 3, 4, 4 lần. Học toán giỏi quá, good job em. Bây giờ đấy là mình đứng bạn đấy. Tờ của em Tú cũng tuy hơi to nhưng mà cũng hơi nhỏ. Ô, là của em mua được 2 gói bim bim đấy. Ừ thì to rồi nè. Trời ơi. Các chị lãng quên hai cái này à? Thế thôi em chọn ở đây. Tờ của em còn mua được 2 gói bim bim. Đây đi ra. Rồi. Đấy, nào xin mời em. Từ từ, nhắm mắt. Nhắm mắt, ui, hồi hộp. Chính như, lé tên lé. No! 20k! Em Mi Anh may mắn lắm nha. Vậy là em Mi Anh đã nhận được số tiền nhiều nhất ở trong này rồi. Đấy, vậy thì chị cũng phải có phần thưởng chứ nhỉ? Ừ, 1.000 nhỉ? Cái này đi chị Lâm ơi, cái này. Ít cậu nhiều à? Cái đấy chứ, có chắc là may mắn không? À không, tuy là chị này, bỏ này, nhưng này, mà này, chị cũng... Cái này! Vừa lấy em nhìn thấy 50 đấy. Đúng rồi. Thế á? Thật á? Hay nhở? Đâu nhìn được cơ á? Nhìn được à? Vừa lấy nó bị lỡ. Nhìn được à? Em thích tiền này. 5 luôn đi, số 5. Rồi thôi, ok. Các em thích thì chị chiếu. Nào. Rồi cái mặt. 500.000 Thôi đùa đấy, 5.000 Đấy, Linh bảo là có số 5 nhà Linh nhà. Ừ, đúng rồi, số 5 thật luôn. Rồi, ừ thật mà, số 5. Rồi thì, coi như là màn biểu diễn. Không. Vậy là phần thưởng của chị em mình là mình có 5.000 Đúng vậy. Mình có 10.000 và em Minh Anh có 20.000 là phần thưởng to nhất ở trong đây. Xin chúc mừng em Minh Anh nha. Ok chị, em cảm ơn. Vậy là Tết chị đã lì xì cho rồi, không đòi nữa nha. Có. Vâng, em
em sẽ đòi. Em đòi đấy. Em linh thông ghê. Ai chẳng đòi. Rồi, vậy các bạn đã xem video đến đây, hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ chị em mình nhé. Chào các bạn. 20 nghìn. 20...